18 La Mã. Phẩm thiện lương. Một La Mã: thiện, bất thiện. Này các tỳ kheo, ta sẽ thuyết về lành và không lành, hãy nghe và khéo tác ý. Ta sẽ nói: thưa dân, bạch Thế Tôn, các tỳ kheo ấy dân đáp Thế Tôn, Thế Tôn nói như sau: này các tỳ kheo, thế nào là không lành? Sát sanh, lấy của không cho, tà kiến. Này các tỳ kheo, đây gọi là không lành. Và này các tỳ kheo, thế nào là lành? Từ bỏ sát sanh, có chánh kiến. Này các tỳ kheo, đây gọi là lành. Hai La Mã đến 11 La Mã. 179 đến 188. Thánh và phi thánh, thiện và bất thiện, mục đích phi mục đích, pháp và phi pháp, dính lậu hoặc hay không dính lậu hoặc, phạm tội không phạm tội, hối quá và không hối quá, tăng trưởng và tổn giảm, đưa đến khổ và đưa đến lạc, quả khổ quả lạc. 19 La Mã. Phẩm thánh đạo. Từ 1 La Mã đến 10 La Mã. Như kinh trên, các đề kinh khác như sau: thánh đạo và phi thánh đạo, hắc đạo và bạch đạo, diệu pháp phi diệu pháp, chân nhân pháp phi chân nhân pháp, cần làm cho sanh khởi, không cần làm cho sanh khởi, cần phải thân cận, cần phải tu tập, cần phải làm cho sung mãn, cần phải ước niệm, cần phải giác ngộ. 191 diệu pháp. Chân nhân pháp cần phải chứng ngộ. Phẩm 20 La Mã. Phẩm các hạng người. Một La Mã, không nên thân cận, giống như phẩm. 16 La Mã. 155, 156 đến 166 không nên thân cận. Phẩm 21 La Mã. Phẩm thân do nghiệp sanh. Một La Mã, địa ngục, thiên giới. Thành tựu 10 pháp tương xứng như vậy, như vậy bị rơi vào địa ngục. Thế nào là 10? Ở đây, này các tỳ kheo, có người sát sanh, hung bạo, tay lắm máu, tâm chuyên sát hại đã thương, tâm không từ bi đối với tất cả loài hữu tình sinh vật. Người này lấy của không cho, bất cứ tài vật gì của người khác, hoặc tại thôn làng, hoặc tại rừng núi, không cho người ấy. Người ấy lấy trộm tài vật ấy, người ấy sống tà hạnh trong các dục, tà hạnh với các hạng nữ nhân, có mẹ che chở, có cha che chở, có anh em che chở, có chị che chở, có bà con che chở, có pháp che chở, đã có chồng được hình phạt gậy gộc bảo vệ, cho đến những nữ nhân được trang sức bằng vòng hoa đám cưới. Người ấy nói láo đến chỗ tập hội, hay đến chỗ chúng hội, hay đến giữa các thân tộc, hay đến giữa các tổ hợp, hay đến giữa các dương tộc. Khi bị dẫn xuất làm chứng và được hỏi: này người kia, hãy nói những gì ông biết. Dầu không biết, người ấy nói: tôi biết. Dầu biết, người ấy nói: tôi không biết. Hay dầu không thấy, người ấy nói: tôi thấy. Hay dầu cho thấy, người ấy nói: tôi không thấy. Như vậy, lời nói của người ấy trở thành cố ý nói láo. Hoặc nguyên nhân vì mình, hoặc nguyên nhân vì người, hoặc nguyên nhân vì một vài quyền lợi gì, người ấy là người nói hai lưỡi, nghe điều gì ở chỗ này đến chỗ kia nói, để sanh chia rẽ ở những người này. Nghe điều gì ở chỗ kia đi nói với người này, để sanh chia rẽ ở những người kia. Như vậy, người ấy ly gián những cái hòa hợp, hay xúi dục những cái ly gián, ưa thích chia rẽ, vui thích chia rẽ, thích thú chia rẽ, nói những lời đưa đến chia rẽ, và người ấy là người nói lời thô ác. Bất cứ lời gì thô bạo, thô tục, khiến người đau khổ, khiến người tức giận, liên hệ đến phẫn nộ, không đưa đến thiền định, người ấy nói những lời như vậy. Và người ấy nói những lời phù phiếm, nói phi thời, nói những lời phi chân,
nói những lời không lợi ích, nói những lời phi pháp, nói những lời phi luật, nói những lời không đáng gìn giữ. Vì nói phi thời nên lời nói không có thuận lý, không có mạch lạc, hệ thống, không có lợi ích. Người ấy có tham ái, tham lam tài vật kẻ khác, nghĩ rằng, ôi, mong rằng mọi tài vật của người khác trở thành của mình, có sân tâm, khởi lên hại ý, hại niệm như sao. Mong rằng những loài hữu tình này bị giết, hay bị tàn sát, hay bị tiêu diệt, hay bị tàn hại, hay mong chúng không còn tồn tại. Người ấy có tà kiến, có tưởng điên đảo như không có bố thí, không có cúng thí, không có thiện thí. Các hành vi thiện ác không có kết quả gì thuộc, không có đời này, không có đời sau, không có mẹ, không có cha, không có các loài hóa sanh. Trong đời không có các sa môn, bà la môn chân chánh hành trì, chân chánh thành tựu. Sau khi tự mình chứng ngộ với thắng trí, lại tuyên bố cho đời này và cho đời sau. Thành tựu mười pháp này, người ấy như vậy tương xứng rơi vào địa ngục. Thành tựu mười pháp này các tỳ kheo, như vậy tương xứng được sanh lên cõi trời. Thế nào là mười? Ở đây, này các tỳ kheo, có người đoạn tận sát sanh, từ bỏ sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót với hạnh phúc tất cả chúng sanh và các loài hữu tình và sinh vật. Đoạn tận lấy của không cho, từ bỏ lấy của không cho bất cứ vật gì của người khác, hoặc tại thôn làng, hoặc tại sườn núi, không cho người ấy, người ấy không lấy trộm tài vật ấy. Đoạn tận tà hành trong các dục, từ bỏ tà hành trong các dục, không hành tà hạnh với các hạng nữ nhân, có mẹ che chở, có cha che chở, có anh che chở, có chị che chở, có bà con che chở, có pháp che chở, đã có chồng, được hình phạt gậy gộc bảo vệ, cho đến những nữ nhân được trang sức bằng chồng qua đám cưới. Người ấy đoạn tận nói láo, từ bỏ nói láo, đến chỗ tập hội, hay đến chỗ chúng hội, hay đến giữa thân tộc, hay đến giữa các tổ hợp, hay đến giữa các dương tộc. Khi bị dẫn xuất làm chứng và được hỏi, này ông kia, hãy nói những gì ông biết. Nếu biết, người ấy nói, tôi biết. Nếu không biết, người ấy nói, tôi không biết. Hay nếu không thấy, người ấy nói, tôi không thấy. Nếu thấy, người ấy nói, tôi thấy. Như vậy, lời nói của người ấy không trở thành có ý vọng ngữ, hoặc nguyên nhân vì mình, hoặc nguyên nhân vì người, hoặc nguyên nhân vì một vài quyền lợi gì. Đoạn tận nói hai lưỡi, từ bỏ nói hai lưỡi, nghe điều gì ở chỗ này, không đi đến chỗ kia nói, để sanh chia rẽ ở những người này. Nghe điều gì ở chỗ kia, không đi đến nói với người này, để sanh chia rẽ ở những người kia. Như vậy, người ấy sống hòa hợp những kẻ ly gián, tăng trưởng những kẻ hòa hợp, thích thú hòa hợp, nói những lời đưa đến hòa hợp. Đoạn tận lời nói thô ác, từ bỏ lời nói thô ác. Những lời nói nhu hòa, êm tai, dễ thương, thông cảm đến tâm, tao nhã, đẹp lòng nhiều người, vui lòng nhiều người. Người ấy nói những lời như vậy. Đoạn tận lời nói phù phiếm, từ bỏ lời nói phù phiếm. Nói đúng thời, nói những lời chân thật, nói những lời có ý nghĩa, nói đúng pháp, nói đúng luật, nói những lời đáng được gìn giữ. Vì nói hợp thời nên lời nói thuận lý, có mạch lạc, hệ thống, có lợi ích. Ở đây, có người không tham ái, không tham lam tài vật của kẻ khác, không nghĩ rằng, ôi mong rằng mọi tài vật của người khác trở thành của mình. Lại có người không sân tâm, không khởi lên hại ý, hại niệm, nhưng nghĩ rằng, mong rằng những loài hữu tình này sống không thù hận, không quán thù, không nhiễu loạn, được an lạc, lo nghĩ tự thân, có chánh kiến, không có tư tưởng điên đảo, nghĩ rằng có bố thí, có cúng thí, có tế tự, có hành vi thiện ác, có kết quả dị thục, có đời này, có đời sau, có mẹ, có cha, có các loài hóa sanh. Trong đời có các sa môn, bà la môn, chân chánh hành trì, chân chánh thành tựu. Sau khi tự tri, tự chứng, lại tuyên bố cho đời này và cho đời sau. Thành tựu mười pháp này, này các tỳ kheo, như vậy
tương xứng được sanh lên thiên giới. Hai La Mã, địa ngục và thiên giới, giống như kinh trước. Ba La Mã, nữ nhân. Này các tỳ kheo, thành tựu mười pháp, nữ nhân như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thế nào là mười? Sát sanh, lấy của không cho, tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời thô ác, nói lời phù phiếm, tham ái, sân tâm, tà kiến. Thành tựu mười pháp này, này các tỳ kheo, nữ nhân như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thành tựu mười pháp này, này các tỳ kheo, nữ nhân như vậy tương xứng được sanh lên thiên giới. Thế nào là mười? Đoạn tận sát sanh, đoạn tận lấy của không cho, đoạn tận tà hạnh trong các dục, đoạn tận nói láo, đoạn tận nói hai lưỡi, đoạn tận nói lời thô ác, đoạn tận nói lời phù phiếm, đoạn tận tham ái, đoạn tận sân tâm, chánh kiến. Thành tựu mười pháp này, này các tỳ kheo, nữ nhân như vậy tương xứng được sanh lên thiên giới. Bốn La Mã, nữ cư sĩ, như kinh trên. Chỉ thế nữ cư sĩ cho nữ nhân. Năm La Mã, sợ hãi và vô úy. Thành tựu mười pháp, này các tỳ kheo, người nữ cư sĩ sống ở gia đình không có vô úy. Thế nào là mười? Sát sanh, có tà kiến. Thành tựu mười pháp này, này các tỳ kheo, người nữ cư sĩ sống ở gia đình không có vô úy. Thành tựu mười pháp này, này các tỳ kheo, người nữ cư sĩ sống ở gia đình không có sợ hãi. Đoạn tận sát sanh, có chánh tri kiến. Thành tựu mười pháp này, này các tỳ kheo, người nữ cư sĩ sống ở gia đình không có sợ hãi. Sáu La Mã, pháp môn quanh co. Này các tỳ kheo, ta sẽ thuyết về pháp môn quanh co và pháp môn chánh pháp. Hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ giảng. Thưa dân, bạch Thế Tôn, các tỳ kheo ấy dâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: thế nào là pháp môn quanh co? Này các tỳ kheo, thế nào là pháp môn chánh giác? Đọc lại: thế nào là pháp môn chánh pháp? Này các tỳ kheo, các chúng sanh là chủ của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, là sanh căn của nghiệp, là bà con của nghiệp, là chỗ nương tựa của nghiệp. Phàm họ làm nghiệp gì, thiện hay ác, họ là những kẻ thừa tự của nghiệp ấy. Ở đây, này các tỳ kheo, có người sát sanh, bạo ngược, bàn tay lấm máu, tâm chuyên sát hại đã thương, tâm không từ bi đối với tất cả đời hữu tình sinh vật. Vì ấy quanh co với thân, quanh co với đời, quanh co với ý. Thần nghiệp của chị ấy quanh co, ngữ nghiệp của chị ấy quanh co, ý nghiệp của chị ấy quanh co, sanh thú quanh co, sanh thành quanh co. Với người có sanh thú quanh co, này các tỳ kheo, có sanh thành quanh co, ta nói rằng có một trong hai sanh thú sau đây: các địa ngục nhất hướng đau khổ, hay các loài bàn sanh thuộc loài trường bò. Và này các tỳ kheo, thế nào là các loài bàn sanh thuộc loài trường bò? Loài rắn, bọt cạp, rết, con ăn rắn, con mèo, con chuột, con cú và bất cứ loài súc vật nào khi thấy người trường bò mà đi. Như vậy, này các tỳ kheo, là các sinh vật, sự sanh khởi của sinh vật. Do làm như thế nào, như vậy được sanh ra và được sanh như thế nào, thời có những cảm xúc như vậy. Này các tỳ kheo, ta nói rằng các chúng sanh ấy là những kẻ thừa tự nghiệp của mình. Ở đây, này các tỳ kheo, có người lấy của không cho, có tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời thô ác, nói lời phù phiếm, có tham ái, có sân tâm, có tà kiến. Có kiến điên đảo rằng không có bố thí, không có cúng thí, không có tế tự, không có kết quả gì thuộc các nghiệp thiện ác, không có đời này, không có đời sau, không có mẹ, không có cha, không có các loài hóa sanh. Ở đời không có các sa môn, bà la môn chân chánh hành trì, chân chánh thành tựu. Những vị này sau khi tự mình với thắng trí chứng ngộ đời này, đời sau và tuyên bố, người ấy quanh co với thân, quanh co với lời, quanh co với ý,
thân nghiệp quanh co, ngữ nghiệp quanh co, ý nghiệp quanh co, sanh thú quanh co, sinh thành quanh co. Với người có sanh thú quanh co, này các tỳ kheo, có sanh thành quanh co, ta nói rằng, như vậy, này các tỳ kheo, ta nói rằng, các chúng sanh ấy là những kẻ thừa tự nghiệp của mình. Này các tỳ kheo, các chúng sanh là chủ của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, là sanh căn của nghiệp, là bà con của nghiệp, là chỗ nương tựa của nghiệp. Phàm là nghiệp gì, thiện hay ác, họ thừa tự nghiệp ấy. Ở đây, này các tỳ kheo, có người sau khi đoạn tận sát sanh, từ bỏ sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc của tất cả chúng sanh và các loài hữu tình. Vì ấy không quanh co với thân, không quanh co với lời, không quanh co với ý. Thân nghiệp của vị ấy chánh trực, ngữ nghiệp chánh trực, ý nghiệp chánh trực, sanh thú chánh trực, sanh thành chánh trực. Với người có sanh thú chánh trực, này các tỳ kheo, có sanh thành chánh trực, ta nói rằng, có một trong hai sanh thú sau đây: các thiên giới nhất hướng lạc, hoặc các gia đình cao quý, các sát đế ly đại gia, các bà la môn đại gia, các gia chủ đại gia, giàu có, tài sản lớn, vật thọ dụng lớn, vàng bạc nhiều, tài vật nhiều, tài sản lúa gạo nhiều. Do làm như thế nào, như vậy được sanh ra, và được sinh như thế nào, thời có những cảm xúc như vậy. Này các tỳ kheo, ta nói rằng, các chúng sanh ấy là những kẻ thừa tự nghiệp của mình. Ở đây, này các tỳ kheo, có người đoạn tận lấy của không cho, từ bỏ lấy của không cho, đoạn tận tà hạnh trong các dục, từ bỏ tà hạnh trong các dục, đoạn tận nói láo, từ bỏ nói láo, đoạn tận nói hai lưỡi, từ bỏ nói hai lưỡi, đoạn tận nói lời thô ác, từ bỏ nói lời thô ác, đoạn tận nói lời phù phiếm, từ bỏ nói lời phù phiếm, không có tham dục, không có sân hận, có chánh kiến, không có các kiến điên đảo, có bố thí, có cúng thí, có tế tự, có kết quả dị thục các nghiệp thiện ác, có đời này, có đời sau, có mẹ, có cha, có các loài hóa sanh, ở đời có các sa môn, bà la môn, chơn chánh hành trì, chơn chánh thành tụ. Những vị này sau khi tự mình với thắng trí chánh ngộ đời này, đời sau và tuyên bố, vị ấy không quanh co với thân, không quanh co với lời, không quanh co với ý. Thân nghiệp vị ấy chánh trực, ngữ nghiệp chánh trực, ý nghiệp chánh trực, sanh thú chánh trực, sanh thành chánh trực. Với người có sanh thú chánh trực, này các tỳ kheo, có sanh thành chánh trực, ta nói rằng, có một trong hai sanh thú sau đây: các thiên giới nhất hướng lạc, hoặc các gia đình cao quý, các sát đế lỵ đại gia, các bà la môn đại gia, các gia chủ đại gia, giàu có, tài sản lớn, vật thọ dụng lớn, vàng bạc nhiều, tài vật nhiều, tài sản lúa gạo nhiều. Do làm thế nào, như vậy được sanh ra, và được sanh như thế nào, thời có những cảm xúc như vậy. Này các tỳ kheo, ta nói rằng, các chúng sanh ấy là những kẻ thừa tự nghiệp của mình. Này các tỳ kheo, các chúng sanh là chủ của nghiệp, là những kẻ thừa tự của nghiệp, là sanh căn của nghiệp, là bà con của nghiệp, là chỗ nương tựa của nghiệp. Phàm làm việc gì, nghiệp gì, thiện hay ác, họ là những kẻ thừa tự của nghiệp ấy. Bảy La Mã, Ngọc Mani. Ta tuyên bố rằng, này các tỳ kheo, các nghiệp đã tư niệm, đã làm, đã tích tập. Nếu những cảm thọ kết quả, thời không có chấp dứt, dầu kết quả ấy sanh khởi ngay trong đời hiện tại hay trong đời sau, ta tuyên bố rằng, này các tỳ kheo, các nghiệp đã tư niệm, đã làm, đã tích tập. Nếu không cảm thọ kết quả, thời khổ không có thể chấm dứt được. Ở đây, này các tỳ kheo, ba phần là lầm lỗi, phạm tội của thân nghiệp đã bất thiện tư niệm, dẫn đến khổ, đưa đến khổ dị thục. Bốn phần là lầm lỗi,
phàm tội của ngữ nghiệp đã bất thiện, tư niệm dẫn đến khổ, đưa đến khổ dị thục. Ba phần là làm lỗi, phạm tội của ý nghiệp đã bất thiện, tư niệm dẫn đến khổ, đưa đến khổ dị thục. Và này các tỳ kheo, thế nào là ba phần làm lỗi? Phạm tội của thân nghiệp đã bất thiện, tư niệm dẫn đến khổ, đưa đến khổ dị thục. Ở đây, này các tỳ kheo, có người sát sanh hung bạo, tay lắm máu, tâm chuyên sát hại đã thương, tâm không từ bi đối với tất cả các loài hữu tình, các sinh vật, lấy của không cho bất cứ tài vật gì của người khác, hoặc tại thôn làng, hoặc tại rừng núi, không cho người ấy. Người ấy lấy trộm tài vật ấy, sống tà hạnh trong các dục vọng, tà hạnh với các hạng nữ nhân, có mẹ che chở, có cha che chở, có mẹ cha che chở, có anh che chở, có chị che chở, có bà con che chở, có pháp che chở, đã có chồng, được hình phạt gậy gộc bảo vệ, cho đến những nữ nhân được trang sức bằng vòng hoa đám cưới. Như vậy, này các tỳ kheo, ba phần là làm lỗi phạm tội của thân nghiệp đã bất thiện tư niệm, dẫn đến chỗ, đưa đến khổ dị thục. Như thế nào, này các tỳ kheo, bốn phần là làm lỗi phạm tội của ngữ nghiệp đã bất thiện tư niệm, dẫn đến khổ, đưa đến dị thục. Người ấy nói láo, đến chỗ tập hội, hay đến chỗ chúng hội, hay đến giữa các thân tộc, hay đến giữa các tổ hợp, hay đến giữa các dương tộc, khi bị dẫn xuất làm chứng và được hỏi: này người kia, hãy nói về những gì ngươi biết. Dầu cho vị ấy không biết, vị ấy nói: tôi biết. Dầu cho vị ấy biết, vị ấy nói: tôi không biết. Hay dầu cho vị ấy không thấy, vị ấy nói: tôi có thấy. Hay dầu cho vị ấy thấy, vị ấy nói: tôi không thấy. Như vậy, lời nói của người ấy trở thành cố ý nói láo, hoặc nguyên nhân vì mình, hoặc nguyên nhân vì người, hoặc nguyên nhân vì một vài quyền lợi. Người ấy là người nói hai lưỡi, nghe điều gì ở chỗ này, đến chỗ kia nói, để sanh chia rẽ ở những người này. Nghe điều gì ở chỗ kia, đi nói với những người này, để sanh chia rẽ ở những người kia. Như vậy, dễ ly gián những kẻ hòa hợp, hay xúi dục những kẻ ly gián, ưa thích chia rẽ, vui thích chia rẽ, thích thú chia rẽ, nói những lời đưa đến chia rẽ. Và người ấy nói lời thô ác, bất cứ lời gì thô bạo, thô tục, khiến người đau khổ, khiến người tức giận, liên hệ đến phẫn nộ, không đưa đến thiền định. Người ấy nói những lời như vậy, và người ấy nói những lời phù phiếm, nói phi thời, nói những lời phi chơn, nói những lời không lợi ích, nói những lời phi pháp, nói những lời phi luật, nói những lời không đáng gìn giữ. Vì nói phi thời nên lời nói không có thuận lý, không có mạch lạc, hệ thống, không có lợi ích. Như vậy, này các tỳ kheo, bốn phần là làm lỗi phạm tội của ngữ nghiệp đã bất thiện tư niệm, dẫn đến khổ, đưa đến khổ dị thục. Như thế nào, này các tỳ kheo, ba phần là làm lỗi và phạm tội của ý nghiệp đã bất thiện tư niệm, đã dẫn đến khổ, đưa đến khổ dị thục. Ở đây, này các tỳ kheo, có người có tham ái, tham lam tài vật kẻ khác, nghĩ rằng: ôi, mong rằng mọi tài vật của người khác trở thành của mình. Có sân tâm khởi lên hại ý, hại niệm như sau: mong rằng những loài hữu tình này bị giết, hay bị tàn sát, hay bị tiêu diệt, hay bị tàn hại, hay mong chúng không còn tồn tại. Người ấy có tà kiến, có tưởng điên đảo như: không có bố thí, không có cúng thí, không có tế tự, các hành vi thiện ác không có kết quả dị thục, không có đời này, không có đời sau, không có mẹ, không có cha, không có các loài hóa sanh, trong đời không có các sa môn, bà la môn, chân chánh thành tựu. Sau khi tự mình với thắng trí giác ngộ đời này và đời sau và tuyên bố như vậy, này các tỳ kheo, ba phần là làm lỗi phạm tội của ý nghiệp đã bất thiện tư niệm,
đã dẫn đến khổ, đưa đến khổ dị thục. Này các tỳ kheo, do nhân bất thiện tư niệm, sự lầm lỗi và phạm tội của thân nghiệp có ba phần. Các chúng sanh sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Hay là này các tỳ kheo, do nhân bất thiện tư niệm, lầm lỗi phạm tội của ngữ nghiệp có bốn phần. Các chúng sanh sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Hay là này các tỳ kheo, do nhân bất thiện tư niệm, lầm lỗi và phạm tội của ý nghiệp có ba phần. Các chúng sanh sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Ví như, này các tỳ kheo, một hòn ngọc mani viên mãn được quăng lên và rơi xuống chỗ nào, tại chỗ ấy nó khéo an lập. Cũng vậy, này các tỳ kheo, do nhân bất thiện tư niệm, lầm lỗi phạm tội của thân nghiệp có ba phần. Các chúng sanh sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Hay là này các tỳ kheo, do nhân bất thiện tư niệm, lầm lỗi phạm tội của ngữ nghiệp có bốn phần. Các chúng sanh sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Hay là này các tỳ kheo, do nhân bất thiện tư niệm, lầm lỗi phạm tội của ý nghiệp có ba phần. Các chúng sanh sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Ta tuyên bố rằng, này các tỳ kheo, các nghiệp được tư niệm, được làm, được tích tập, nếu không cảm thọ kết quả, thời không có chấm dứt. Dầu quả ấy thuộc trong đời hiện tại hay trong đời sau, ta tuyên bố rằng, này các tỳ kheo, các nghiệp được tư niệm, được làm, được tích tập, nếu không cảm thọ kết quả, thời khổ không chấm dứt. Ở đây, này các tỳ kheo, ba phần là thành đạt của thân nghiệp, đã thiện tư niệm dẫn đến lạc, đưa đến lạc dị thục. Bốn phần là thành đạt của ngữ nghiệp, đã thiện tư niệm dẫn đến lạc, đưa đến lạc dị thục. Ba phần là thành đạt của ý nghiệp, đã thiện tư niệm dẫn đến lạc, đưa đến lạc dị thục. Và như thế nào, này các tỳ kheo, ba phần là thành đạt của thân nghiệp đã được thiện tư niệm dẫn đến lạc, đưa đến lạc dị thục. Ở đây, này các tỳ kheo, có người đoạn tận sát sanh, từ bỏ sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc tất cả chúng sanh và loài hữu tình. Đoạn tận lấy của không cho, từ bỏ lấy của không cho, bất cứ vật gì của người khác, hoặc tại thôn làng, hoặc tại rừng núi, không cho người ấy, người ấy không lấy trọn tài vật ấy. Đoạn tận sống tà hạnh trong các dục, không hành tà hạnh với các hạng nữ nhân có mẹ che chở, có cha che chở, có mẹ cha che chở, có anh che chở, có chị che chở, có bà con che chở, có pháp che chở, đã có chồng, được hình phạt gậy gộc bảo vệ, cho đến những nữ nhân được trang sức bằng vòng hoa đám cưới. Như vậy, này các tỳ kheo, ba phần là thành đạt của thân nghiệp đã thiện tư niệm dẫn đến lạc, đưa đến lạc dị thục. Và này các tỳ kheo, thế nào là bốn phần của thành đạt của ngữ nghiệp đã thiện tư niệm dẫn đến lạc, đưa đến lạc dị thục? Ở đây, này các tỳ kheo, có người đoạn tận nói láo, từ bỏ nói láo, đến chỗ tập hội hay đến chỗ chúng hội, hay đến giữa các thân tộc, hay đến các tổ hợp, hay đến giữa các dương tộc, khi bị dẫn xuất làm chứng và được hỏi: này người kia, hãy nói những gì ngươi biết. Nếu biết, người ấy nói: tôi biết. Nếu không biết, người ấy nói: tôi không biết. Hay nếu không thấy, người ấy nói: tôi không thấy. Nếu thấy, người ấy nói: tôi thấy. Như vậy, lời nói của người ấy không trở thành có ý vọng cử, hoặc nguyên nhân vì mình, hoặc nguyên nhân vì người, hoặc nguyên nhân vì một vài quyền lợi gì. Đoạn tận nói hai lưỡi,
từ bỏ nói hai lưỡi, nghe điều gì ở chỗ này, không đi đến chỗ kia nói, để sanh chia rẽ ở những người này. Nghe điều gì ở chỗ kia, không đi đến nói với những người này, để sanh chia rẽ ở những người kia. Như vậy, người ấy sống hòa hợp những cái ly gián, tăng trưởng những cái hòa hợp, thích thú hòa hợp, nói những lời đưa đến hòa hợp. Đoạn tận lời nói thô ác, từ bỏ lời nói thô ác, những lời nói nhu hòa, đẹp tai, dễ thương, thông cảm đến tâm, tao nhã, đẹp lòng nhiều người, vui lòng nhiều người. Người ấy nói những lời như vậy, đoạn tận lời nói phù phiếm, từ bỏ lời nói phù phiếm, nói đúng thời, nói những lời chân thật, nói những lời có ý nghĩa, nói những lời về chánh pháp, nói những lời về luật, nói những lời đáng được gìn giữ. Vì nói hợp thời, nên lời nói thuận lý, có mạch lạc, hệ thống, có ích lợi. Như vậy, này các tỳ kheo, bốn phần là sự thành đạt của ngữ nghiệp đã thiện tư niệm, dẫn đến lạc, đưa đến lạc dị thục. Và này các tỳ kheo, thế nào là ba phần? Là sự thành đạt của ý nghiệp đã thiện tư niệm, dẫn đến lạc, đưa đến lạc dị thục. Ở đây, này các tỳ kheo, có người không tham ái, không tham lam tài vật của kẻ khác, không có nghĩ rằng, ôi, mong rằng món tài vật của người khác trở thành của mình. Lại có người không có sân tâm, không khởi lên hại ý, hại niệm, nhưng nghĩ rằng, mong rằng những loài hữu tình này sống không thù hận, không thù oán, không nhiễu loạn, được an lạc, lo nghĩ tự thân, có chánh kiến, không có tư tưởng điên đảo, có bố thí, có cúng thí, có tế tự, có hành vi thiện ác, có kết quả dị thục, có đời này, có đời sau, có mẹ, có cha, có các loài hóa sanh, trong đời có các sa môn, bà la môn chân chánh hành trì, chân chánh thành trụ. Sau khi tự mình chứng ngộ với thánh trí đời này và đời sau, rồi tuyên bố: như vậy, này các tỳ kheo, ba phần là thành đạt của ý niệm, đã thiện tư niệm dẫn đến lạc, đưa đến lạc dị thục. Này các tỳ kheo, do nhân ba phần là thành đạt của thân nghiệp, đã thiện tư niệm dẫn đến lạc, đưa đến lạc dị thục. Các chúng sanh sau khi thân hoại mạng chung được sanh thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Này các tỳ kheo, do nhân bốn phần là thành đạt của ngữ nghiệp, đã thiện tư niệm dẫn đến lạc, đưa đến lạc dị thục. Các chúng sanh sau khi thân hoại mạng chung được sanh thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Này các tỳ kheo, do nhân ba phần là thành đạt của ý nghiệp, đã thiện tư niệm dẫn đến lạc, đưa đến lạc dị thục. Các chúng sanh sau khi thân hoại mạng chung được sanh thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Ví như, này các tỳ kheo, hòn ngọc mani viên mãn được quăng lên và rơi xuống chỗ nào, tại chỗ ấy nó khéo an lập. Cũng vậy, này các tỳ kheo, do nhân thiện tư niệm thành đạt của thân nghiệp có ba phần, các chúng sanh sau khi thân hoại mạng chung sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Hay là do nhân thiện tư niệm thành đạt của ngữ nghiệp có bốn phần, các chúng sanh sau khi thân hoại mạng chung sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Hay là do nhân thiện tư niệm thành đạt của ý nghiệp có ba phần, các chúng sanh sau khi thân hoại mạng chung được sanh thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Này các tỳ kheo, ta tuyên bố rằng các nghiệp đã tư niệm, đã làm, đã tích tập, nếu chưa lãnh thọ kết quả, thời không chấm dứt, dầu cho quả ấy thuộc đời hiện tại hay trong đời sau. Và này các tỳ kheo, ta tuyên bố rằng các nghiệp đã tư niệm, đã được làm, đã được tích tập, nếu chưa lãnh thọ kết quả, thời khổ không được chấm dứt.